Các bạn thân mến, có thể thấy là bên cạnh khả năng phân phối các mẫu mã, mặt hàng laptop với mức giá cạnh tranh nhưng chất lượng tốt, thì chính sách bảo hành cũng là một trong những xương sống chính để làm nên uy tín của một đơn vị bán lẻ chuyên nghiệp. Đặc biệt mà trong thời buổi hiện nay, khi ngày càng có nhiều thương hiệu bán lẻ ngày càng xuất hiện nhiều và sử dụng nhiều chiêu trò cạnh tranh với nhau như hiện nay. Và Ngọc Nguyễn là một ví dụ điển hình về chế độ bảo hành, hậu mãi sau bán hàng chất lượng cao, với nhiều đặc điểm rất ưu việt mà bạn khó có thể tìm được ở bất kỳ một hệ thống phân phối, sửa chữa laptop nào khác khó có thể có được như vậy. Và những đặc điểm ưu việt nổi trội đó là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau được biết ngay sau đây nhé. Đầu tiên là bảo hành mặc định 24 tháng. Laptop thực sự là một thiết bị quan trọng cần phải có để có thể giúp cho toàn bộ công việc thiết yếu của chúng ta. Ngọc Nguyễn từ trước đến nay được biết đến như một đơn vị tiếng tăm rất mạnh trong việc phân phối những mẫu laptop chất lượng cao với giá thành hợp lý và được khách hàng tin dùng. Để tiếp tục nâng tầm vị thế như một hệ thống phân phối chất lượng cao, Ngọc Nguyễn sẽ bắt đầu áp dụng mặc định các gói bảo hành vàng cho tất cả các laptop bán ra tại Ngọc Nguyễn Store từ đầu năm 2017. Cần biết rằng bảo hành vàng là gói bảo hành rất cao cấp và không phải đơn vị phân phối nào cũng tặng gói bảo hành này cho khách hàng. Nhưng với Ngọc Nguyễn, bạn có thể luôn luôn tin tưởng về việc được sở hữu những chiếc laptop có chất lượng cao nhất cùng với sự hỗ trợ chuyên nghiệp đến từ đội ngũ kỹ thuật của Ngọc Nguyễn. Thứ hai là thời gian bảo hành được nâng tới 24 tháng. Đây chính là điểm đột phá bậc nhất trong chính sách bảo hành mới của Ngọc Nguyễn trong thời điểm hiện nay. Bình thường, chúng ta không lạ khi mặt bằng chung của nhiều hệ thống bán lẻ khác thường cố gắng giảm thời gian bảo hành của sản phẩm để rút ngắn vòng đời sản phẩm. Nhưng Ngọc Nguyễn không như vậy. Với sự bổ sung của chế độ bảo hành mới, quý khách hàng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm tại Ngọc Nguyễn và nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật liên tục trong thời gian lên tới 2 năm, hay chính xác là 24 tháng. Sau đó, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng để sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Ngọc Nguyễn trong thời gian dài, cũng như là nhận được sự hỗ trợ 24/24, bất kể khi nào bạn muốn, hoặc với những sản phẩm được mua tại Ngọc Nguyễn nhưng đã quá thời hạn bảo hành hoặc không đủ điều kiện bảo hành miễn phí, thì Ngọc Nguyễn cũng sẽ hỗ trợ sửa chữa và tính phí cho khách rẻ hơn 20-30% so với giá thị trường. Thứ ba là vệ sinh máy miễn phí, cài đặt phần mềm trọn đời cho máy. Laptop là một dòng thiết bị thực sự quan trọng. Khác với điện thoại thì những chiếc laptop thường có tuổi đời sử dụng lâu hơn rất nhiều, và đó cũng chính là lý do khiến cho nhu cầu sửa chữa, nâng cấp phần mềm hay là vệ sinh cho laptop rất cao cho người dùng. Chính vì thế mà không ít cửa hàng đã sử dụng điều này để kiếm lợi cho bản thân bằng cách bắt buộc người dùng phải chi tiền để trả chi phí cho hoạt động trên. Nhưng với Ngọc Nguyễn thì không hề như vậy. Tại Ngọc Nguyễn Store, tất cả các sản phẩm laptop đều đã được kiểm tra kỹ càng và Ngọc Nguyễn tự tin những chiếc laptop bán ra đều là những mẫu máy có chất lượng cao nhất, cũng như là trợ giá linh kiện phụ kiện nâng cấp, thay thế rẻ hơn giá thị trường 20-30%. Thứ tư là đổi mới bao xài trong 15 ngày, không thích là đổi. Đây là điểm rất ưu việt cần cân nhắc đến trong chính sách bảo hành tại Ngọc Nguyễn. Nếu như trên mặt bằng chung thì nhiều cửa hàng luôn muốn rút ngắn khoảng thời gian bảo hành bao test cho máy đã bán ra cho khách hàng xuống thấp nhất có thể, từ một vài ngày, một tuần, gây ra thiệt thòi cho khách hàng muốn mua máy online hoặc là mua ở xa vốn đã bị chênh lệch thời gian gửi và phát máy. Thì Ngọc Nguyễn lại làm điều hoàn toàn ngược lại, đó là tiếp tục gia hạn thêm thời gian bao test lên tới 15 ngày. Nghĩa là trong vòng 15 ngày này, nếu laptop phát sinh lỗi của nhà sản xuất thì Ngọc Nguyễn sẽ tiến hành đổi mới ngay lập tức cho quý khách, hoặc khách hàng có thể đổi mới tùy thích, không thích sử dụng nữa thì cũng có thể đổi. Thứ năm là sửa chữa thay thế linh kiện lấy ngay. Nhu cầu thay thế sửa chữa linh kiện có thể xuất phát từ nhu cầu sử dụng của người dùng, hoặc cũng có thể là đến từ những sơ suất trong quá trình sử dụng gây nên những lỗi không mong muốn. Và phần lớn các trường hợp laptop cần phải sửa chữa, thay thế linh kiện, nếu bạn đến các cơ sở ủy quyền thì chi phí sửa chữa cũng rất đắt đỏ. Ngọc Nguyễn hiểu được điều đó và với chính sách bảo hành ưu việt bậc nhất của mình thì Ngọc Nguyễn tự hào là đơn vị có thời gian sửa chữa, thay thế linh kiện nhanh bậc nhất nhằm giúp khách hàng có thể tiết kiệm thời gian nhiều nhất có thể. Và trên đây là những ưu việt trong chính sách bảo hành mới được cập nhật tại hệ thống sửa chữa bán lẻ laptop Ngọc Nguyễn. Ngọc Nguyễn rất chân thành cảm ơn các quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ cho sự phát triển của Ngọc Nguyễn trong thời gian vừa qua. Mọi chi tiết xin liên hệ hệ thống bán lẻ laptop Ngọc Nguyễn, địa chỉ số 10 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, hotline 0965 828 020, hoặc các bạn có thể tham khảo tới website ngocnguyen.vn để biết thêm thông tin chi tiết nhé.